Xin chào, tôi tên là Leticia, tôi là người Pháp, nhưng tôi sống ở nhỏ, tôi 28 tuổi. Tôi muốn học tiếng Việt vì tôi nghĩ tiếng Việt là rất đẹp và tôi muốn đi tham quan Việt Nam và tôi thích ngoại ngữ. Tôi nói tiếng Pháp và tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nhỏ và tiếng Nga. Tôi thích ăn não, nhảy và hát. Tạm biệt.